từ bi quán đã chấm dứt. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử đồng hương, cùng tất cả quý vị quan khách có mặt tối hôm nay. Một lời nói đầu tiên mà Khánh Linh sẽ được thay mặt cho những người thực hiện chương trình sẽ được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và về tham dự chương trình hôm nay thì Khánh Linh sẽ được rất là hân hạnh giới thiệu sự hiện diện và chứng minh của Hòa Thượng Thượng Tọa Thích Thông Hải, Tiền Chủ Thiền Viện Chân Không Honolulu, Hawaii. Vâng, Hòa Thượng ngoài là Thiền Viện Chủ thì Hòa Thượng cũng là một cái cố vấn của Đài Phật Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu ở Nam California. Một tràng pháo tay nữa với Hòa Thượng với sự chứng minh của quý Hòa Thượng. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Và về dự hôm nay thì xin được hân hạnh giới thiệu sự có mặt của chị Đan Phượng Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Arizona cùng với các vị của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của gia đình Phật tử Nhất Tâm. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt tham dự của gia đình Phật tử Chơn Chánh. Xin được giới thiệu sự có mặt của quý Phật tử đến từ Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ Mesa. Và xin được trân trọng giới thiệu và một tràng pháo tay thật lớn nữa cho tất cả quý Phật tử cũng như là quý quan khách đã như đến thời gian quý báu đã về đây để dự mừng kỳ trai đường nguyện tới hôm nay. Một tràng pháo tay nữa để dành cho chúng ta đi ạ. Cảm ơn những tràng pháo tay quý vị rất là nhiều. Và để cho chương trình hôm nay thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn hơn thì chúng tôi xin được giới thiệu sự có mặt của nhạc sĩ đàn guitar hiếm lỏng, nhạc sĩ Văn Cường đến từ Nam California. Và một tràng pháo tay thật tưng bừng với ban nhạc Tình Sắc. Quý vị đến đây, quý vị gặp gỡ với nhau, quý vị chung vui, quý vị thưởng thức những món ăn ngon. Và hy vọng là ra về quý vị sẽ để lại một vài món quà để cho giúp cái việc mà duy trì và phát triển chùa Linh Mữu. Và bây giờ xin cung thỉnh Đại Đức Thích Quang Minh bước lên trên sân khấu và nhờ quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng chứng minh. Kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử, chư vị khách quý, các nhà hảo tâm cùng các mạnh thường quân thân mến. Chùa Linh Bửu tọa lạc tại địa chỉ 10150 West Encanto Boulevard, Avondale, Arizona 85392, được thành lập vừa tròn 3 năm. Với căn nhà nhỏ nằm trên diện tích 2.5 acre, một khung cảnh trang nhã thích hợp cho việc kiến lập đạo tràng để quý đồng hương Phật tử có nơi chiêm bái và tu tập. Chúng con thiện nghĩ ngôi chùa là mái ấm tâm linh, là nơi thiêng liêng để phụng thờ ông bà tổ tiên đã quá vãng, là nơi sinh hoạt cộng đồng giúp cho những người Việt sống tha hương có cơ hội duy trì và phát triển truyền thống văn hóa trên xứ người. Sở dĩ có được ngôi chùa như ngày hôm nay là nhờ vào sự giao hộ của Tam Bảo, sự gia trì của Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni cùng sự phát tâm đồng góp ủng hộ cho vay không lời của quý đồng hương Phật tử mới có được mảnh đất này. Người xưa nói vạn sự khởi đầu nan, chúng con cùng quý Phật tử nơi đây đã cố gắng nỗ lực làm cho ngôi chùa ngày càng khang trang hơn, nhưng vẫn chưa đủ tiện nghi cho quý đồng hương mỗi lần về đây sinh hoạt. Chính vì thế chúng con mạo muội tổ chức bữa cơm chay hôm nay, thứ bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020,
để mong cầu sự ủng hộ của chư tôn thiền đức tăng ni, quý mạnh thường quân, các cơ sở thương mại cùng quý đồng hương Phật tử để có chút tiền tài thực hiện những nhu cầu cần thiết cũng như những sinh hoạt và sự thường xuyên của chùa. Chúng con mong sự gia tâm ủng hộ của chư tôn thiền đức để Phật trừ xây dựng ngôi tam bảo linh bửu được thành tựu viên mãn. Đồng thời, chúng tôi cũng vô cùng tri ân quý đồng hương Phật tử, các nhà hảo tâm cùng các mạnh thường quân đã có mặt tối hôm nay và phát tâm ủng hộ cho chương trình này. Xin hồi hướng phước báo này lên mười phương tam bảo chứng minh. Chúng con xin kính chúc Hòa Thượng chứng minh Pháp Thể Khinh Năng, chúng sanh dị đồ và Phật sự viên thành. Đồng kính chúc quý đồng hương Phật tử thân tâm an lạc, gia đình bình an, vạn sự cát tường như ý. Chúc đại chúng thưởng thức đêm văn nghệ thật an vui và dùng cơm chay thân mật thật ngon miệng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tâm Khải lên để ban cho chúng con những lời hướng từ trong chương trình tối đêm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại đức đương kim trụ trì của chùa Linh Bửu tại thành phố Avondale, tiểu bang Arizona. Lời đầu tiên là chúng tôi rất là cảm ơn đại đức đã có nhã ý để cung thỉnh chúng tôi về nơi thành phố này để chứng minh trong buổi cơm, buổi tiệc, gây quỹ để xây dựng và phát triển ngôi đạo tràng. Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, kính thưa quý vị, như vừa rồi quý vị đã lắng tai nghe cái lời mở đầu của đại đức đương kim trụ trì, thì chúng ta đã thấy rằng cái ngôi đạo tràng đã trải qua một thời gian khá lâu với cái sự cố gắng lo lắng và xây dựng của đại đức trụ trì để làm sao cho thành phố này có một cái ngôi đạo tràng cho Phật tử về nương tựa tu học và những người thân của chúng ta quá cố có nơi thờ phượng. Đây là một cái công đức rất là lớn. Kính thưa quý vị, chúng tôi đây là lần thứ hai đến nơi chùa Linh Bửu này. Lần thứ nhất cách đây hơn 2 năm, chúng tôi về nơi thành phố tiểu bang Arizona để làm Phật sự và có nhân duyên được gặp đại đức trụ trì và có thỉnh chúng tôi về để thăm chùa Linh Bửu. Thì lúc bấy giờ ngôi chùa cũng còn những giai đoạn còn phôi thai, quá sớm, thì chúng tôi về thấy thầy là một vị tu sĩ trẻ có đầy nhiệt huyết, có tâm phụng sự cho tam bảo, có lòng thương muốn giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại thành phố Avondale và các vùng phụ cận. Trong cái tình đó, mặc dù trước là xa quen, chúng tôi rất là mến phục một vị tu sĩ trẻ có tâm hy hiến, cho nên chúng tôi rất là quý mến. Nhưng bẵng đi 2 năm hơn trôi qua thì chúng tôi quá bận Phật sự cho nên không có liên lạc thăm. Nhưng mà khi được một cái cú phone điện thoại của ca sĩ Kim Phụng báo tin
là con và ca sĩ Thánh Khánh Minh muốn giúp đỡ cho thầy trụ trì của chùa Linh Bửu. Thì chúng tôi nghe Linh Bửu, ngôi chùa chắc có lẽ mình đã đến đó rồi là phải, thì chúng tôi mới hỏi tới nữa. Thì cô ca sĩ Kim Phụng có diễn tả qua ngôi chùa cũng như thầy trụ trì, thì chúng tôi nghe, chúng tôi qua những lời đó gợi lại những cái trí nhớ mà chúng tôi đã một lần viếng thăm chị ngắn thôi, nhưng mà nhớ vào cái dịp đó thì cái dịp lễ, cho nên thầy có mời dùng cơm, nhưng mà đi thì các nhà hàng ghép lai, nhà hàng trai ghép lai dài quá, thì mới trở về chùa Mục Sư Cô để dùng cơm. Thì từ đó cái kỷ niệm chỉ rất ngắn, nhưng mà tôi có một cái ấn tượng về cái vị thầy này, cho nên tôi đã nhận lời. Tôi nói là Kim Phụng, con gọi thầy đi, thầy trụ trì đi, nói thầy trụ trì gọi cho thầy, thì thầy sẽ cố gắng qua để giúp cho thầy để mà gây quỹ. Thì thưa quý vị, thời gian mấy tháng trôi qua trong từ ngày được liên lạc qua thầy trụ trì, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng mọi việc sẽ rất là tốt, ngay cả thầy cũng như ca sĩ Kim Phụng, rồi ca sĩ Khánh Minh có sang Đài Phật Âm Phật Giáo Toàn Cầu ở trong phòng quy hình, và hôm nay có ca nhạc sĩ Thị Linh, chúng tôi cũng có giới thiệu sang bên này để giúp quý vị. Ca nhạc sĩ Thị Linh nãy giờ quý vị thấy đó, thì cô cũng có tâm, có lòng của một người Phật tử. Quý vị cho một tràng pháo tay cho cô đi. Thì thưa quý vị, cô cũng nghe như vậy tôi kể về cái ngôi chùa này, thì cô cũng có lòng phát tâm muốn sang giúp, và thầy trụ trì cũng có sang cái phòng thu ở tại Sài Gòn nhỏ, tức là Lý Thực Sài Gòn, và đã có quy hình và đã cho lên trên mạng cho nhiều người biết cái event này. Thì thưa quý vị, thời gian trôi qua nghĩ rằng mọi việc tốt đẹp, nhưng mà không ngờ thì cái sự việc về cái đại dịch xảy ra. Cái đại dịch xảy ra, thưa quý vị, hồi chiều tới giờ, trước khi tôi qua bên này, hồi trưa hôm nay, thì chúng tôi cũng hơi lo, tại vì không biết là có thành công hay không. Tôi hơi lo với cái tấm lòng của thầy trụ trì cũng như quý Phật tử trong bổn tự. Tôi không biết là có ai đến hay không, nhưng mà tôi tin tưởng rằng với sự gia trì và tấm lòng phụng sự đạo của thầy trụ trì, thì tôi nghĩ là quý Phật tử và đồng hương ít nhiều cũng sẽ đến để mà chung vui yểm trợ cho thầy trụ trì. Thì xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay thật dài, thật to để tán thán công đức của thầy trụ trì cũng như tất cả quý vị đồng hương Phật tử. Mà tôi thấy hôm nay những khuôn mặt khẽ, những người lớn tuổi trong anh thấy còn nhiều, chùa là những người lớn tuổi không à, đi mà những cái buổi tiệc về là những người lớn tuổi, nhưng mà đây toàn là các anh chị em trung niên có mặt. Đây là một cái niềm vui và hãnh diện vô cùng của những Phật tử mà có mặt tối hôm nay. Vì quý vị biết là cái đại dịch này, những cái event lớn đó, tôi cũng như ca nhạc sĩ Thị Linh có giúp, như là chùa Bát Nhã là một trong những ngôi chùa cũng lớn ở Nam Cali, ở quận Cam. Cái event tuần tới cũng cancel. Chùa Kiều Đàm chúng tôi cũng cố gắng để giúp, cũng cancel. Và nhiều những cái khóa tu như Thiền Viện Đại Đăng cũng có một cái khóa tu trong một hai tuần tới đây cũng cancel. Tại vì sao? Là vì sợ rằng trong những đám đông có những người đến có thể lây lan bệnh dịch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta là những người có phước, mình vì bị mà tâm lý đó, là trường hợp thấy như vậy trên cộng đồng mạng, trên truyền hình, trên YouTube, vân vân, thì chúng ta sợ rằng đi đến đám đông sẽ bị lây nhiễm. Nhưng mà thật sự thưa quý vị,
chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ này cũng khó lắm. Và nếu giả sử mà một người nào bị lây bệnh mà người ta biết được, người ta sẽ cách ly. Và cái vấn đề y tế ở đây á rất cao. Quý vị nên nhớ vậy đó. Mình không có phải là đất nước Việt Nam mình, hay ở Trung Quốc, ca những cái nước mà quý vị thấy như là Ý Đại Lợi, Iran hay là Nam Hàn. Bởi vì những người mà bị lây đó, quý vị biết là những người làm việc chính khách, là những người họ làm về những ngành nghề professional, họ liên lạc với những người mà đứng vào cái vị trí rất quan trọng trong xã hội của đất nước đó, cho nên họ tiếp cận, họ mới bị. Chứ như bà con của mình đâu phải dễ gì, vì thấy không, đâu phải dễ gì mà lây bệnh mình, tại mình đâu có cơ hội tiếp cận đâu. Thành ra quý vị đừng lo, mà giả sử có bị hay chăng nữa, mình bị cách ly và có bác sĩ hay giỏi, họ có thể giúp mình trong cái thời gian mà mình điều trị, cho nên quý vị đừng lo. Tuy nhiên tối hôm nay chúng tôi thấy nhiều cái ghế còn trống, mà bên đây rất là đông đầy Phật tử ngồi cũng rất nhiều, cho nên tôi thiết nghĩ rằng những Phật tử, anh em, chị em Phật tử mà có mặt tối hôm nay, tôi nghĩ là những người rất là thương mến thầy trụ trì, tức là thầy Quang Minh. Quý vị có nghĩ phải không? Nếu không có thì quý vị đâu có mặt, mà chúng ta cho một hàng pháo tay thời gian dài để chúng ta tán thán và ca ngợi cái tấm lòng, sự hy sinh của thầy, nhất là cái đạo đức và tánh hạnh của thầy trụ trì. Nếu không á, thì thưa quý vị, tối hôm nay quý vị không có tới đâu. Chiều hôm nay có một đức Phật tử đã từng sống ở Hawaii và họ đến thăm chúng tôi, và họ cúng dường thầy trụ trì trong cái buổi gây quỹ này thôi, chứ họ không có tới dự. Con hỏi sao vậy? Con ra dự cho vui, cho có tinh thần. Nếu con sợ lây rồi về bệnh, rồi con cái nó la, thì thưa quý vị, tôi đâu có dám nói gì nữa đâu. Thành ra có nhiều Phật tử không đến được tối hôm nay, nhưng mà họ có tấm lòng và rất là thương mến một vị thầy trẻ có tấm lòng và sự yên của thầy. Thì hôm nay chúng tôi xin kêu gọi, thiết tha kêu gọi sự đóng góp của tất cả quý Phật tử có mặt cũng như không có mặt. Nếu mà không có mặt, các quý vị là đại khắc thanh về với nói người thân của mình là sự việc gây quỹ hôm nay vì cái đại dịch, quý vị có thể gửi tiền về để cúng dường, giúp đỡ, trợ duyên để cho thầy hoàn thành Phật sự mà thầy đang rất là mong muốn, đã tổ chức từ mấy tháng nay để cho thầy có được tinh tài. Vì chúng ta phải thông cảm, bệnh dịch cho nên người ta cũng phải sợ, cho nên chúng tôi rất mong. Và để khích lệ cái việc làm này, chẳng những chúng tôi bỏ tiền mua vé máy bay từ Hawaii qua bên này để giúp cho thầy trụ trì, và chẳng những như vậy, chúng tôi còn xin gửi tặng cho buổi cơm gây quỹ hôm nay $1,000. Quý vị xem, đi qua đây đã bỏ từ giờ mà nhà tôi, mẹ tôi nói là bà mẫu tôi nói là thầy đừng có đi, thầy đi đi là bị lây dịch về, mang về Hawaii Phật tử lây tùm lum mấy thầy ở trong chùa đó. Nhưng mà tôi nói lời hứa, một người lớn hứa, hứa rồi là phải làm. Cho nên tôi có nói thầy trụ trì hồi chiều, con cố gắng lên đi, ông đứng sau lưng của con và ủng hộ cho con và cầu nguyện cho con những Phật sự để thành tựu viên mãn, để con tiếp nối chư tôn đức. Bây giờ trưởng lão càng ngày các thầy càng già lớn tuổi rồi, các ngài thầy phải theo theo Phật, phải cần những vị tăng sĩ trẻ có tâm tu và có tâm thi hiến như thế này. Thành ra tôi đó là cái tinh thần ủng hộ và là một chút phần để khích lệ cho thầy trụ trì trong buổi cơm gây quỹ hôm nay, và cũng để kêu gọi thiết tha sự đóng góp của tất cả quý Phật tử hiện tiền, và đồng thời một lần nữa quý vị về cố gắng kêu gọi những người thân của mình của ít tầm nhiều để đóng góp giúp đỡ cho thầy trong thời gian mà thầy gây quỹ gặp cái nạn tai này. Thành ra xin nguyện cầu mười phương chư Phật tam bảo
gia hộ cho thầy trụ trì được khỏe mạnh, thân an tâm định để vượt qua tất cả những sự thử thách trong cái giai đoạn khó khăn này, trên con đường phụng sự cho tha nhân, cho Tam Bảo. Và xin thành kính cảm ơn và tri ân tất cả quý Phật tử đã về dự tiệc hôm nay để cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và thăm viếng quý Phật tử và đồng hương là những người Phật tử ly hương sống nơi quê hương thứ hai này mà quý vị không quên cội nguồn. Đó là gì? Đó là cái nguồn đạo Phật mà ông cha của mình đã gắn liền với chúng ta trong ở quê nhà của chúng ta, ra đến hải ngoại. Và quý vị nhớ cái câu mà ngài Mãn Giá Thiền Sư, ngài Huyền Không á, có nói là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa là nơi dù lớn dù nhỏ cũng là người của người Việt tị nạn của chúng ta, để che chở hồn dân tộc. Đó là cái nếp sống muôn đời của ông cha của chúng ta. Chúng ta vẫn không quên, đây là cái điểm son mà tôi rất vui mừng tất cả quý vị có mặt tối hôm nay. Xin thành kính tri ân tất cả quý vị. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Cả Chúng Bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy thầy dễ thương không? Đâu có bao giờ mà tôi đứng tôi phát biểu mà là cho uống từ, mà thầy dễ thương, khiêm cung dễ thương, quỳ như thế. Đó là kính các bậc trưởng thượng, vì các ngài đã gương mình từ hải đảo xa xôi, bay qua năm tiếng mấy đồng hồ, qua Cali rồi qua đây quý vị biết, mà để chứng minh cho một buổi tiệc này, mà thầy rất là dễ thương, quỳ đó với tấm lòng thành của mình đối với các bậc thầy lớn đã đến với mình. Thầy quý vị thấy một lần đỡ chân một tràng pháo tay để tán thán công đức của thầy. Xin thầy có phải là gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đi đầu đảnh lễ cảm ơn hòa thượng đã phong quán ngài đại sản xa xôi Phật sự đa đoan, cũng như những cái biến cố đã xảy ra mà đến với chúng con với tấm lòng thân tưởng những người tăng sinh trẻ của chúng con khi đã làm Phật sự. Một lần nữa sự hiện diện của hòa thượng là một cây đại thọ để cho chúng con đương tưởng và tu tập đồng hồ không được thành công. Mời người xin cảm ơn thầy Thân Hải Thiền Chủ Thiền Điện Chân Không Hoa Lơ Lương Hương. Và kính thưa hòa thượng cũng như là đại đức Thích Quang Minh, ngay sau đây thì chúng tôi có một Phật tử xin mời hòa thượng cũng như là đại đức Thích Quang Minh chúng ta an tọa, sẽ có một Phật tử bước lên đây chia sẻ vài lời cảm tưởng với lại quý vị ở đây cũng như là đặc biệt là với hai thầy. Xin mời nghệ sĩ Kim Phụng bước ra sân khấu. Lời nói đầu tiên, Kim Phụng xin thay mặt đạo tràng xin buổi tự kính chúc chư tôn hòa thượng, chư tôn đức tăng y, pháp thể kinh an, thân tâm trường an lạc, chúng sinh di độ, phật sự yên thành. Và Kim Phụng xin kính chúc toàn thể quý vị thiện hữu trong đêm nay được một bữa cơm chay rất là ngon miệng và vui vẻ. Kim Phụng xin thay mặt chùa Linh Bổ xin thành tâm tri ân đến toàn thể quý vị phật tử cũng như quý vị gần xa âm thầm ủng hộ cho chùa Linh Bổ. Và như đây, Kim Phụng xin tri ân đến sự quan tâm của hòa thượng Thích Thông Hải. Sở dĩ chúng tôi có được buổi tiệc tối hôm nay thì cũng là nhờ sự cổ vũ tinh thần của thầy là một động lực để cho chúng tôi làm nên sự thực sự, cũng như thầy đã đến để chứng minh và hỗ trợ những thông tin truyền tải đến khắp mọi nơi. Và sau đây Kim Phụng xin vinh danh những vị mạnh thường quân đóng góp cho chương trình tối đêm nay. Và người đầu tiên Kim Phụng xin trân trọng kính mời cô Điêu Cô Phượng Pháp Danh Diệu Từ. Xin trân trọng kính mời cô. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Cô Diệu Từ là một Phật tử rất là thượng thành và đã đóng góp
nhiều trong các chương trình từ thiện cũng như là giúp đỡ cho những trại mồ côi nghèo và cộng đồng. Như Đà Phật xin tạm biên công đức của cô tiểu tư đã đồng góp công duyên cho tất cả các quý vị hôm nay. Kính thưa quý vị, rất là ngạc nhiên, không ngờ là chúng tôi được gặp cô Diệu Từ hôm nay. Cách đây mấy tháng thì chúng tôi trên đường sang bên này, tôi có một người em đột nhiên ra đi. Thì tôi đi xe bus, lần đầu tiên đi xe bus từ Arizona, Phoenix về Vùng Cam. Thì tôi lên xe bus, không biết cái Phật tử nào mà tôi trả tiền xe bus, nhưng mà sao có Phật tử nào lại dành trả. Thành ra sau đó thì tôi lại gặp, té ra là một Phật tử pháp danh là Diệu Từ. Thì hôm nay lần thứ hai được gặp cô ở đây nữa, đúng là những người có đạo tâm, hằng tâm mà hằng sản nữa, có tâm có lòng mà có tài sản nữa. Có tiền không giàu nhưng mà có lòng để ủng hộ cho việc làm rất lớn của thầy trụ trì. Thầy cũng xin đại diện một lần nữa đại diện cho thầy trụ trì của Linh Bửu rất là tán thán Phật tử Diệu Từ đã phát tâm bảo trợ cho chương trình Tiệc Trai Gây Quỹ duy trì và phát triển của Linh Bửu. Nam mô A Di Đà Phật. Và vào ngày thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Annette Van đến từ Fairway. Xin chào các thầy cô hình lớp niềm dạ. Và xin mời chị Annette đến từ Fairway, chị là một senior officer independent mortgage. Chị rất cảm ơn chị đã ủng hộ cho chùa. Và xin mời chị bước lên sân khấu. Và người kế là chị phụ, xin mời anh Long Lê. Anh là một minister và bán nhà cửa ở tiểu bang Arizona. Anh là Phật, xin cảm ơn chị Annette đã ủng hộ cho chương trình điều trị của chùa. Sĩ Thị Linh là người giúp rất nhiều cho Phật giáo cũng cha của chúng ta ở miền Nam California, thủ phủ của người Việt tị nạn. Cô các chùa băng nghệ tổ chức gây quỹ điều cô đều có mặt hết, là cô rất là giỏi, vừa ca vừa làm thơ vừa thứ tư họa, đóng góp lúc nào cũng sẵn sàng hết. Mà đây là lần đầu tiên cô đến tiểu bang Arizona để giúp cho thầy Quang Minh trụ trì, đó là qua cái sự giới thiệu của chúng tôi. Anh ta đây là chúng tôi connect cho cô để mà cô đi xa hơn nữa, chứ đúng ra là ông xã của cô với con cái là không có muốn cho đi xa nhất là cái đại dịch này, nhưng mà cô cũng có tấm lòng, mà không ngờ là cô cũng có quà hả, trời ơi quá sức. Và thưa quý vị, cô Thị Linh là có nhận những cái quà của thượng nghị sĩ nè, ở tiểu bang California nè, nghị viên thành phố Councilman, chủ tịch của cộng đồng người Việt ở tại Nam Cali. Cái bữa nay là từ chùa đó, cái các chùa thì có cho nhiều lắm, nhưng mà chùa xa đó, đó là chùa Linh Bửu do Đại Đức. Thôi giờ con trao đi nè, thầy chỉ chứng minh cho tụi con trao là quà thôi. Xin mời thầy.
thì nay chúng con xin cũng kính hòa thượng dạ hòa thượng về hồi liêu à hồi ban để chúng con chúng công trái về chúng con ai đi đặt được. Những lòng